tí đi ra công viên chờ. Người đang đẩy xe gà đây. Đấy, con đi trượt đi. Tí đang trượt cầu trượt với bạn. Trượt đi con, trượt đi, bố đang quay đấy. Ôi người em này, trượt nhanh thế. Ô mẹ đi đâu rồi? Quay quay lại con ơi. Quay lại, mẹ trượt đi đâu mất rồi? Mẹ trượt scooter đi đâu mất rồi? Bố đang phải coi hai anh em. Con trượt đi, trượt với bạn đi. Đây, đang quay đây. Đi trượt đi. Trượt đi. Đẩy đi. Đẩy trượt đi. Ôi đi ơi, đi ra ngoài rồi. Quay lại thôi. Mình đi ra, ra ngoài nó nóng chân. Lại lại đây, lối này, lối này, lối này, đúng rồi. Đây, hai anh em trượt đi nào, quay nào. Đây là em ấy. Tụt tí chưa có trượt đấy các bạn. Một nghé đấy, một nghé đấy. Nhảy nhảy à? Đấy em đẩy đi. Em tập đi. Mẹ đây. Đi chở scooter về. Úi giời. Thì đang thích bộ môn cầu trượt các bạn. Ờ con đi mượn ván chú trượt đi. Đi đi. Em nghe này, em nghe. Tí ơi. Con. Rồi tranh chấp. Ông anh bảo vệ em. Bạn ấy mượn một tẹo thôi. Em đang không chơi mà. Em nó mượn một tí. Sư bố bạn nghe. Em nghe mà. Đúng rồi. Anh em bạn có nắng. Em nghe đang ngó ngó gì xinh vậy. Em ơi. Cái bao nhiêu thế nhỉ? Ô hay nhỉ. Cái mặt cái buồn cười vậy con. Không đẩy xe nữa à? Đi vị nè. Trên đất các bạn. Trên đất này. Đây anh Tí đây. Tí đang làm gì đấy, không trượt còn trượt nữa à? Tí đang xèo. Xèo à? Em nghe chán xe gà bắt đầu đi vịn đấy. Đi khám phá đấy. Em hay vậy. Ơi. Em ơi. Hôm nay đẹp trời quá các bạn. Nắng, chiều nắng quá đẹp. Cho các bạn đi ra đây chơi. Chơi gà của em bé bạn đang mượn không đẩy. Mẹ không quan tâm. Mình cười quá. Không chỉ là quyền lợi cho em. Anh trèo ra anh. Spider-Man. Spider-Man. Đang nhìn đấy, em đang nhìn một tay anh ạ. Thích lèo trèo lắm các bạn. Đi ơi, trượt cầu trượt đi.
con nghé. Có cả tem nhá. Anh trèo cao thế nhở? Em nghe đứng dưới nhìn lên. Tí ơi kìa, mẹ mượn ván kìa. Con ra trượt đi. Em nghe nhìn anh trượt. À, anh trèo đấy. Em tí đang đi trượt ván rồi. Hai mẹ con mẹ đang dậy tí trượt ván đấy. Từ từ tí ạ, đợi mẹ, mẹ chỉ cho. Sẽ ngồi rồi. Hai mẹ con đi trượt ván rồi, còn hai bố con vẫn đang chửi đây. Con ơi, đi ra đây. Anh lại thích giờ lại thích đuổi xe gà. Anh chạy mà mầm rồi mà vẫn đuổi xe gà. Em bé kìa, em bé yêu. Bé đấy, bé đi. Con đi đi, con bỏ tay con đi đi, nghe ơi. Nhún nhảy à. Đi đi. Ra đây nào nghe ơi. Em ơi. Hả? Miên ơi. Mặc máy mà đi ra đây trên đất. Em ơi. Đang theo dõi cái anh chị trời đấy. Ui, con ơi. Đứng dậy đi đi con. Bò à? Kia em nghe kìa. Mẹ, bế em ra. Bế em ra, trượt ván. Đấy, con nghe bây giờ đi trượt ván rồi. Trượt skate rồi. Thích chưa? Cười kìa. Cười kìa. Buồn cười quá nhỉ. Anh tí không chơi à? Tí không chơi, tí sợ. Sợ. Nghe ơi, quay lại đây nào. Mẹ quay quay nào. Cua nào, cua nào. Cua đấy, đang cua lại. Cười quá. Đồ chuyển bán này đông phết các bạn. Đông nguyên nắng quá. Hả? Hai con gái đây, hai mẹ con. Tí vẫn chơi đằng kia. Thôi tôi phải về coi anh tí các bạn. Thôi quay vlog lại một chút để chia sẻ cái buổi chiều đi chơi của cả nhà tôi các bạn. Giờ tôi phải tập trung vào chơi với lại bọn trẻ con đây. Hẹn các bác ở video sau nhá. Mai lại vlog lại chia sẻ với các bác nhé. Chúc các bác một ngày tốt lành. Bye bye.